Hiện tại trước mặt mọi người đang là một đôi loa mini làm điên đảo ở cửa hàng em nhé các bác nhé. Cứ về đôi nào là hết đôi đấy luôn. Đấy, thậm chí là có cả cục như các anh ấy. Không, ai chỉ mua nguyên loa thôi. Thế là bê nguyên loa về đấy, lại để cục ở lại như các anh nhé. Đây là đôi loa của Denon. Như dòng này là dòng nói sao cho các anh hiểu nhỉ? Tức là Denon nó cũng có hai phiên bản loa ấy. Thì phiên bản này thì nó là phiên bản nâng cấp. Bát của nó là bát 14cm, to hơn những cái bát thông thường. Và chất âm của nó thì cực kỳ căng và sâu như các bác nhé. Đây, hình thức của loa này. Đấy, đây thành vách phía sau đây. Đấy, tương tự bên này cũng như vậy nhá. Đấy, đây là đôi loa Denon có mã là ME33. Đây mọi người nhìn thấy thành vách của nó. Đấy, tên của sản phẩm đây, ME33. Công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm nhá. Thì với công suất 50W như thế này thì các bác kéo âm ly cho em thoải mái rồi. 6 ohm cũng như vậy, nó là trở kháng tối thiểu, gần như là tối thiểu rồi. Có những loa thì 4 ohm, 5 ohm. Nhưng mà với 6 ohm như thế này thì nó nâng cấp đời ohm cao hơn ấy. Thì khi các bác muốn ghép vào âm ly to nó cũng dễ hơn so với việc là 4 ohm hoặc 5 ohm. Thì có những cái âm ly to, em đang nói là âm ly to để các bác ghép thêm để làm tăng thêm cái phần lời nhá, chứ không phải là ghép chính đâu. Đấy, thì nó bắt buộc từ 6 ohm trở đi thì những cái loa kia không thể nào mà ghép được. Đấy. Đây góc này nó hơi bị chảy tí xíu thôi, không ảnh hưởng. Để tí teo em sẽ đo luôn kích thước của cái đôi loa này cho mọi người này. Loa ở đây thì có chiều cao là 27cm nhá. Chiều ngang của loa là 16 này. Độ sâu của loa ở đây là 23. Đấy. Bát ở đây thì là chuẩn bát 14cm nhé mọi người nhé. Đây em đo đầu này 14 ấy. Còn khi em đo kiểu dọc như thế này thì nó sẽ là bát 15. Tức là bát này thì có thể gọi bát 14, bát 15 đều được. Bởi vì cái viền bên cạnh của nó thì nó hơi bị ấy lại một chút. Nhưng mà nếu mà đo theo chiều này là 15 rồi. Đấy, các bác thấy loa mini nào mà bát đến 15cm chưa? Chưa hề có đâu nha các anh nhé. Bởi vì nó là thuộc dạng là hàng hiếm luôn rồi. Đấy, thì cái dòng này thì đôi này về thì không có căng. Đấy, thực ra thì căng của nó thì không có, nhưng em thì vẫn có căng của những cái trước đây những cái loa nó về về hỏng ấy. Đấy thì có căng nhưng mà căng của nó thì nó hơi xấu. Nếu bác nào cần căng thì em cũng có thể tặng căng thêm cho mọi người. Đấy, đôi này thì em về bán với giá không căng nhá, là 1.150.000, 1.150.000. Bình thường em toàn bán là 1.250.000. Nhưng đôi này không căng em để là 1.150.000 nhá. Bác nào nhanh tay thì được sở hữu, bởi vì hiện tại đây gần như là đôi cuối cùng của cái series M33 này, cũng như là Denon rồi. Hiện tại Denon của nhà em thì chỉ còn mã đời khác thôi. Bát của nó bát 13 thôi, chứ không phải bát 14 như thế này. Đấy, chất âm của Denon thì bác nào chưa biết thì các bác cứ lên các diễn đàn các bác hỏi, hay là các bác cứ thử hỏi những bác đã dùng rồi xem. Chắc chắn là sẽ không làm các anh thất vọng luôn. Nó xứng đáng với đồng tiền các anh bỏ ra đấy ạ. Bác nào mà lấy hàng thì báo em nhé. Số điện thoại của em là 0966 591581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo ạ.